Hello everybody at Trương Văn An School. Xin chào các em học sinh lớp 9 trường Trương Văn An. Today we continue Unit 7, Saving Energy. Hôm nay chúng ta học bài số 7, Tiết kiệm năng lượng. Listen to, speak and listen. Phần học bài của mình là gì? Phần speak và listen. Các em hãy chuẩn bị tập vở bút trước mặt mình nhé. Look at the picture. Các em hãy nhìn vào tranh nè. Nếu như chúng ta save energy thì trái đất của chúng ta sẽ xanh và đẹp như trong hình. Và hãy kêu gọi mọi người cùng tiết kiệm năng lượng với chúng ta. Để kêu gọi, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cái kêu gọi như thế nào. Part 1, speak, page 58 and 59. Phần bài học đầu tiên đó là phần speak, trang 58 và 59. Session A. Look at the expression in the table and picture. Make suggestion about how to save energy. Hãy nhìn vào những câu thành ngữ trong khung và bức tranh. Đưa ra các lời đề nghị làm thế nào để tiết kiệm năng lượng. Các em hãy tìm hiểu suggestion. Nó như thế nào? I suggest doing something. I suggest các em dùng verb to be. Hoặc các em có thể dùng how about, what about verb to be. Hoặc các em có thể dùng I think we should verb nguyên mẫu. Hoặc là shall we verb nguyên mẫu. Why don't we verb cũng nguyên mẫu. Let's verb nguyên mẫu. Tất cả các cấu trúc câu này được sử dụng trong câu suggestion, yêu cầu ai đó cùng làm việc gì đó với mình. Và lời phản hồi cho các câu đề nghị này. Ok, that's a good idea. Hoặc là all right. Hoặc là no, I don't want to. Hoặc các em có thể dùng I refer to. Hoặc các em có thể dùng là less rồi với nguyên mẫu. Bất cứ những cái hành động nào các em yêu cầu đề nghị, các em có thể sử dụng các cấu trúc câu này. Chúng ta hãy nhìn vào bức tranh đầu tiên. Khi chúng ta thấy bức tranh đầu tiên, cái vòi nước đang chảy, trong tình huống này chúng ta có thể đưa ra những câu đề nghị như thế nào? For example, cô làm ví dụ nhé. I think we should turn off the faucet. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tắt vòi nước. Hoặc cái vòi giả sử cái vòi nước thì nó bị hư thì chúng ta có thể nói I suggest fixing the faucet. Tôi đề nghị rằng chúng ta hãy sửa cái vòi nước lại. Tương tự cho các bức tranh phía dưới, chúng ta có thể đưa ra các lời đề nghị và lời phản hồi phù hợp. Các đề nghị như sau. Bức tranh B cho chúng ta thấy ngọn lửa rất là to thì chúng ta có thể nói như thế nào? Turn down gas, giảm cái gà xuống. Còn C thì chúng ta thấy có quạt, có quyển sách mà không có người. Lúc đó chúng ta sẽ xử trí làm sao? Switch off electric fan. D, không có người nhưng mà máy điều hòa lại mở. Turn off air conditioner. E, cũng không có người. Đèn lại sáng. Switch up light. F. Tình huống này chúng ta xử trí làm sao? Fix faucet bathroom. G. Trong bức tranh có hai người đi xe gắn máy và hai người đi xe đạp. Hình ảnh hai người đi xe gắn máy có đường gạch chéo. Như vậy hàm ý chúng ta phải hiểu là gì đây? Use bike instead motorbike. Bức tranh cuối cùng là gì? Có trạm xe buýt và xe buýt. Vậy chúng ta làm gì? Text buses. Đây là những từ gợi ý giúp các em có thể thực hiện các câu đề nghị nó phù hợp với từng bức tranh để chúng ta rèn luyện câu, cấu trúc câu, suggestion. Và các em hãy, em nào mà thấy mình nói không tốt có thể viết ra
để mình đọc đi đọc lại nhiều lần, sau đó mình sẽ luyện nói một cách tốt hơn. Và sau đây cô có cho một số câu gợi ý giúp các em luyện tập tốt hơn. Practice B. I should get turning down the gas. It's wasteful. That's a good idea. Các em có thể nói đi nói lại nhiều lần để chúng ta nói trôi chảy hơn nhé. C. Why don't we switch a electric fan? Yes, yes. D. How about turning off the air conditioner? All right. E. Shall we switch off the light before going out? Okay. F. Shall we fit the faucet in your bathroom? That's a good idea. G. I think we should use the bikes instead of the motorbikes. Okay, let's do that. Và bức tranh cuối cùng. What about taking the public message to school or work? Yes, let's. Đấy là những cái câu đề nghị mà các em có thể sử dụng để nói, hoặc các em có thể sử dụng cái cách riêng của mình để luyện cho chúng ta nói trôi chảy hơn các em nhé. Section B. What are an action plan to save energy for your class? An expression and idea in section A may help you. Em hãy lên kế hoạch nào đó để tiết kiệm năng lượng trong lớp học của mình. Và hãy sử dụng những thành ngữ, những ý kiến trong phần section A, nó có thể giúp các em. Ví dụ như, I think we should take a shower instead of bath to save energy. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tắm vòi sen thay cho tắm bồn tắm để tiết kiệm năng lượng. That's a good idea. Or, how about making posters on energy saving and hanging them around our school? Vậy chúng ta có thể viết những cái tấm office về tiết kiệm năng lượng và treo nó xung quanh trường của chúng ta. Right, let's do that. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc này đó. Các em có thể dựa vào cấu trúc câu này và thay đổi từ vựng để chúng ta có thể đưa ra những cái hành động nào thiết thực nhất trong lớp của chúng ta. Ví dụ như tắt đèn, quạt trước khi chúng ta rời khỏi lớp, hoặc là trong trường của chúng ta hãy sử dụng mọi thứ một cách tiết kiệm cũng là để tiết kiệm năng lượng. Và luôn luôn nhớ, practice speaking regularly and you'll improve your English. Và luôn luôn luyện tập tiếng Anh đều đặn và tiếng Anh của các em sẽ cải thiện được hơn. Và phần speak đến đây kết thúc, chúng ta sẽ chuyển qua tiếp theo, đó là phần part 2, listen, pay city. Phần thứ hai là phần listen, trang 60. Trước khi các em nghe, các em phải tìm hiểu một số từ vựng trong bài của chúng ta để giúp cho chúng ta có thể nghe tốt hơn, và một số từ gợi ý cũng giúp các em để các em tìm hiểu và nắm rõ hơn. Từ đầu tiên là gì nào? Solar energy. Các em nghe và đọc lại nhé. Solar energy. Energy does use the power of the sun. Năng lượng mặt trời. Từ thứ hai, nuclear power. Đọc lại nhé. Nuclear power. Energy does it release when the nucleus and atom is divided. Năng lượng hạt nhân. Solar panel, đọc lại nào. Solar panel, a piece of equipment that changes light from the sun into electricity. Và đây, this is solar panel, đó là tấm pin thu năng lượng mặt trời. Effective, it means successful or achieving the result that you want. Lặp lại nào, effective, install,
To put a piece of equipment somewhere and make it ready to use. Lắp đặt. Các bạn hãy đọc lại theo cô nào. Install. Store. Trước mình học nó là danh từ thì nó là cửa hàng. Nhưng hôm nay học nó là verb. Và nghĩa nó là gì? Keep or accumulate something for future use. Em đọc lại nào. Store. Provide. Em đọc lại. Provide. Made available for you. Hoặc là supply. Em nhớ ghi cẩn thận tập vào tập của mình giống như bạn học ngồi kế bên của em nhé. Section A. Listen to the news on solar energy and decide whether the statements are true or false. Hãy lắng nghe thông tin về năng lượng mặt trời và hãy quyết định xem các câu sau đây đúng hay sai. Correct the false statement và phải sửa các câu sai đó lại. Trước tiên các em muốn nghe việc đúng hay sai, các em hãy tìm hiểu các câu sau đây trước. Number one, solar energy can be cheap and clean. Năng lượng mặt trời có thể rẻ và sạch. Number two, most of our electricity now comes from nuclear power. Hầu hết điện của chúng ta ngày nay đều được lấy từ nguồn năng lượng mặt trời, nguồn năng lượng hạt nhân. Number three, the solar energy that gets to the earth cannot provide enough power for the world population. Nguồn năng lượng mặt trời đến với trái đất không thể nào cung cấp đủ năng lượng cho toàn thể dân số trên thế giới. Number four, solar energy can be used on cloudy day. Năng lượng mặt trời có thể được sử dụng vào những ngày có mây. Five, on building in Sweden will be heated by the solar energy in 2050. Tất cả các tòa nhà ở Sweden sẽ được sưởi ấm bằng năng lượng mặt trời vào năm 2050. Trong phần listen chúng ta có hai section. Section A là lắng nghe và cho câu đúng hoặc sai. Section B là các em lắng nghe để điền từ vào chỗ trống. Và sau đây các em hãy nghe để chúng ta cùng làm. Are you ready? Các em sẵn sàng chưa? Nào, chúng ta cùng nghe. Four. Listen, page 60. A. True or false? Tick the box. Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn't cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from our sun. At present, most of our electricity comes from the use of coal and gas, oil, or nuclear power. This power could be provided by the sun. 1% of the solar energy that reaches the earth is enough to provide power for the total population. Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roof of a house, and the sun's energy is used to heat water. The energy can be stored for a number of days. So, on cloudy days, you can use solar energy too. Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy, and cars will use solar power instead of gas by the year 2015. B. Fill in each blank with one word you hear. Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn't cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from our sun. At present, most of our electricity comes from the use of coal and gas, oil, or nuclear power. This power could be provided by the sun.
1% of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide power for the total population. Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roof of a house, and the sun's energy is used to heat water. The energy can be stored for a number of days. So, on cloudy days, you can use solar energy too. Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy, and cars will use. Nào, sau khi các em đã nghe xong, các em có thể cùng lúc làm Session A hoặc Session B. Nhưng nếu các em không nghe được, các em có thể mở lại phần nghe để chúng ta kiểm tra lại cho chính xác. Nhưng cô sửa từng phần cho các em trước. Session A, nó có phần trả lời như thế nào? Number 1, 2. Number 2, phone. Most of our electricity now comes from the use of the coal, gas, oil and nuclear power. Hầu hết điện của chúng ta được sử dụng từ than, ga, dầu và năng lượng hạt nhân. Number 3. Phones. 1% of solar energy that reaches the earth is enough power to provide for the world population. Chỉ có 1% năng lượng mặt trời đến được với trái đất chúng ta thì đủ để cung cấp cho toàn thể dân số trên thế giới. Như vậy, câu số 3 chúng ta trên đề bài nó đã sai, chúng ta sửa lại. Number 4, 2. Number 5, phone. Hồi nãy chúng ta nghe được đó là 2015, chứ không phải là 2050, chúng ta hãy sửa phần này lại. Và sau khi các em nghe và sửa lại, nhớ viết lại đầy đủ vào trong tập cẩn thận nhé, như bạn ngồi học kế bên của mình. Session B. Listen again and fill in each blank with one word you hear. Và như cũng cô đã nói, trước khi chúng ta nghe để làm một bài tập nào đó thì chúng ta phải đọc các câu này, sau đó rồi chúng ta hãy điền từ mà chúng ta đã nghe được. Number 1, the sun can be a solar power. Number 2, solar energy doesn't cost. Number 3, a lot in the world are already using solar energy. 4, it is possible to solar energy for a number of days. 5. Solar panels are installed on the upper house to receive the energy from the sun. 6. We can sell energy resources by using energy of coal, gas, and oil. Các em hãy mở phần bài nghe lại lần nữa và cố gắng nghe, ghi lại được những từ gì mình đã nghe. Sau khi các em đã nghe lại nhiều lần và đã tìm ra được từ để mình điền vào chỗ trống, các em hãy kiểm tra lại đáp án. Answer. Number 1, chúng ta sẽ điền vào effective. Number 2, chúng ta sẽ điền vào population, năng lượng không thể gây ra sự ô nhiễm. Number 3, a lot of country. Có nhiều nước trên thế giới sẵn sàng sử dụng năng lượng mặt trời. Number 4, store. Chúng ta có thể lưu trữ năng lượng mặt trời trong nhiều ngày. Như phần A chúng ta đã được nghe, năng lượng mặt trời có thể sử dụng trong những ngày có mây. Number 5, những tấm pin năng thu năng lượng mặt trời dĩ nhiên sẽ được lắp đặt trên mái nhà để mình nhận năng lượng mặt trời. Number 6, chúng ta có thể tiết kiệm và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên bằng cách sử dụng năng lượng thay cho ga, coal và oil. Sau khi kết thúc bài học này, các em sẽ có được những cái gì nào?
Practice speaking, listening regularly, and you'll improve your English. Bạn sẽ luyện được nói và nghe đều đặn và tiếng Anh của bạn sẽ tốt hơn. Và nhớ, thông qua bài học này, chúng ta cũng biết được rằng let's behave kindly towards each other and environment. Chúng ta hãy sống cư xử tốt với nhau và cả cư xử tốt với môi trường thì cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Homework, bài tập, bài học về nhà của các em là Learn by heart new words. Chúng ta học thuộc lòng từ vựng và cấu trúc trong phần nghe và nói và nhớ. Practice speaking and listening more regularly. Chúng ta nên luyện tập nói và nghe thường xuyên hơn. Tiếng Anh chúng ta sẽ tốt hơn. Và nhớ, remember to write the lesson carefully. Khi các em học thì phải nhớ viết bài cùng với bạn nhỏ này nhé. Vì bạn ấy đang học với chúng ta đấy. Goodbye. Bài học hôm nay kết thúc. See you soon.